Soái ca Điện Biên Phủ là một trong những vị anh hùng tiêu biểu nhất trong trận Điện Biên Phủ huyền thoại, một trong những sĩ quan pháo binh giỏi nhất trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1954, khi phần lớn đồng đội trong đại đội pháo binh đã hy sinh do bị phản pháo của thực dân Pháp, một mình còn sống nhưng quyết đánh khô máu và dứt khoát không rút lui. Mình ông làm tất cả các nhiệm vụ nạp đạn, ngắm bắn, chỉnh hướng cho pháo 75 ly. Chính ông đã bắn trúng 4 khẩu pháo 105 ly và 2 khẩu đại liên Pháp, giúp cho các đồng đội khác chiếm đồi E1 thành công. Sau này, những sĩ quan Pháp đầu hàng Việt Minh rất tò mò về một sĩ quan bí ẩn nào đó đã bắn tan tành đại đội pháo binh Pháp. Khi biết ông chỉ là một bộ đội mới học bắn pháo được ít năm, người Pháp vô cùng bất ngờ. Anh hùng Phùng Văn Khầu có bề ngoài rất điển trai. Khi ông được trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tướng Vương Thừa Vũ còn không tin một anh chàng rất thư sinh, hành xử nhẹ nhàng, đẹp trai như thế lại bắn pháo đỉnh cao như vậy. Năm 1957, anh hùng Phùng Văn Khầu được cử đi tham gia Liên hoan Thanh niên Sinh viên Thế giới lần thứ 5 tại Ba Lan và là một gương mặt rất thu hút ánh nhìn. Rất nhiều đại biểu nữ ở nước ngoài tới bắt lời và để ý đến. Tuy nhiên, ông chỉ biết cười nhẹ nhàng vì không hiểu người ta nói gì. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, chàng sĩ quan trẻ Phùng Văn Khầu được đứng trong hàng ngũ danh dự tiến về Hà Nội. Sau này, ông còn tham gia lực lượng pháo binh của quân ta đánh các trận đánh nổi tiếng như Khe Sanh, Hạ Lào, rồi mặt trận Thừa Thiên Huế. Đặc biệt trong trận Khe Sanh, ông đã cùng đồng đội chống lại được lực lượng pháo binh hiệp đồng mạnh mẽ từ quân địch, tiến hành oanh kích sân bay Tà Cơn, bắn nổ kho đạn hơn 1.500 tấn vũ khí. Kết thúc chiến tranh, ông về giảng dạy tại trường sĩ quan pháo binh, góp phần đào tạo lứa sĩ quan tương lai kế cận cho Tổ quốc. Người anh hùng này mất vào ngày 25 tháng 8 năm 2021, đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.